mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Ngao Du Cùng Xuân của Xuân. Thì sau thời gian lo cho mẹ xong thì Xuân đã quay trở lại, và hiện tại Xuân đang có mặt tại Hội quán Nghĩa An. Hội quán Nghĩa An hôm nay ngày 8 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 1 tháng 11 năm 2022, đã diễn ra buổi lễ trai đàn vạn nhân duyên. 5 năm mới diễn ra một lần. Thì Xuân và mọi người chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào buổi lễ này nha. Chị, đi ủ chị, đi văn xăng đạo, cơ vị chủ trận lĩnh đạo. Ngồi văn đạo, quan nhân nhánh, chí an thủ đô đa bảo vệ, thai mô ý sự, dự giang khai sở. Để mở đầu chương trình lễ khai mạc sáng hôm nay, giờ phút này kính cung thỉnh chư tôn đức, mời quý vị khách quý và đồng bào Phật tử các giới khởi thân để niệm Phật cầu gia hộ. Xin đa gia chỉ đi. Các anh linh, anh hùng liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh tử vong trong đại dịch Covid-19 và tưởng niệm các bậc tiên tổ thân Phật chủ quyền. Nhân buổi lễ khai mạc đại pháp hội hôm nay, cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể quý vị khách quý đồng dành một phút mật niệm. Ý đạo ý sự với như sống như sự, sinh quan binh nghị, lo nạn thống bào, mô ai y thân nhau. Một phút mật niệm đã trôi qua, tiếp tục chương trình là cử ba hồi chuông để cầu quốc thế dân an, thiên hạ thái bình. Cung thỉnh thượng tọa Thích Huệ Công và thượng tọa Thích Kiền Đường thực hiện nghi thức thỉnh ba hồi chuông cầu quốc thế dân an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này 8 triệu 8. Ở đây 8 triệu 8 mà chú. Ở dấu 8 kỳ mà Phúc 7 là 8 triệu 8. 6 triệu 8 này. Bồ Tát Chư Thiên Bồ Tát Chư Thiên
Thăng long trở về vị trí, bây giờ thì tiếp tục an toàn để tham dự chương trình.